Còn bây giờ chúng ta sẽ cập nhật những thông tin thời tiết từ biên tập viên Hương Liên. Chị Hương Liên ơi, chiều nay tôi thấy là Hà Nội khá là tạnh giáo, có hứng nắng ấm áp nữa. Không biết là diễn biến tiếp theo có gì đáng lưu tâm không ạ? Vâng, Thụy Vân, tối và đêm nay thì dự báo Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì thời tiết tạnh giáo. Quý vị có thể yên tâm ra ngoài dạo chơi, tận hưởng không khí xuân. Lưu ý một chút là nên mang theo áo khoác, khăn quàng vì dự báo về khuya trời sẽ lạnh rõ. Nhiệt độ thấp nhất khu vực từ Phúc Thọ đến Hà Đông và từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa cũng như là các quận trung tâm khoảng 20 độ C. Ở vùng núi Ba Vì, Sơn Tây thì thấp hơn 19 độ C. Với thành phố Hồ Chí Minh, lúc này ngoài trời vẫn còn hơi nóng của ban ngày để lại, nhiệt độ khoảng 29 độ C. Phải vài tiếng nữa bầu không khí mới dịu mát đi nhanh, nhiệt độ giảm dần xuống còn 24 độ C. Sang ngày mai, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng, nhiệt độ trưa và chiều cao 35 độ C, đồng thời độ ẩm giảm mạnh xuống chỉ còn 32%. Trong thời tiết khô nóng kéo dài, quý vị lưu ý các biện pháp bảo vệ sức khỏe khi di chuyển ngoài trời. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bây giờ xin mời tiếp tục với các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ.